2. À, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Đồ Giò. Mình đến với tàu lao chạm đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là xe tiếp tục. Tài nhỏ giữ cho Wayne Messi và Hoàng Duy cầm cầu soi giữ cho Thi Thế Tử. À, Wayne Messi vừa có một pha tự sát tại lắm lát pha bóng gì rồi. 1-0. Các bạn hãy chờ xem cuộc đối đầu đôi công giữa Wayne Messi và Thi Thế Tử như thế nào nha. 1-0. Libro và Libro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đầu mỏi về gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mui 1-0. Hiện tại bây giờ Hoàng Duy cọp gò soi đang rất lên chân, giữ rất hay. Còn bên kia là Thi Thế Tử, cao thủ trẻ đang lên, rất lên. Còn đây là cặp Quang Tài. Quá hay cho Thi Thế Tử pha bóng gì rồi. Các bạn hãy chờ xem cặp Quang Tài này sẽ như thế nào đây. Quá ghê cho Quang. Các bạn nào có xem trên kênh YouTube của Lâm, hãy ủng hộ cho Quang Tài một like, một share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, bên kia thì xỉn xỉn Mã Cha So, quyền thoại Ba Đĩa, và đặc biệt là Vương Abu, cao thủ trẻ đang lên của căn cứ 4 Z30D. Vương Abu. Áo sọc là phế liệu. Quá hay cho Hoàng Duy, một pha chạm vào vai quá hay. Cái ngực lại là Quang. Cứ thể nó Quang Messi tự sát tại năm lát liên tục. Ba một. Có không nói à? Hả? Chơi với anh. Hả? Quá hay chịu Quang Messi. Lụm banh. Ra ngoài. Đừng gấp Quang. 2, 3. Anh nó thật phơi, không bao anh thủ cho anh quýnh. 2, 3. Quýnh chậm này thôi, anh đụng hết da đằng dính lưới rồi mà ma qua. Lưới anh cũng chậm này. Bi, bay. Lại là Quang. Bốn quả liên tiếp, bóng không qua lưới. 4-2. À, sau lưng của chúng tôi là các anh em cao thủ ẩn nấp đang ở phía sau, đang rình rập ở phía sau, rất ghê gớm. 4-2. Buôn Bi. Bóng ra ngoài. 5-2. Nó ghi hay đâu mà nó ghi hay hay. Bóng ra ngoài. Ba năm. Đây là Xin Xin đang cần liêm cho tài nhỏ và Wayne Messi. Quang Tài, bộ đôi này quá lâu mà hợp tác lại với nhau.
3 năm. Pha bóng gì rồi Hoàng Duy, quá hay. Đẳng cấp pha bóng rồi của Thi Thế Tự, trước mặt gì rồi của Tài Nhỏ. 6-3. Theo như nhận định hiện tại bây giờ, Đại Lâm hàng ngày Thi Thế Tử thể lực đang rất tốt, và qua Messi sau khoảng thời gian đám cưới và cưới vợ và hưởng 2-3 tầng chân mặt, hiện tại bây giờ Quang Messi có thể đang bị dập mặt. 6-3. Các bạn đừng có thể nói Quang quá tốt cho Thi Thế Tử. Thi Thế Tử mập mập béo béo, thể thực đang rất tốt. Bảy ba Rambi bay. Tài Nhỏ đang cảm giác như là bất lực rồi các bạn ơi. Hoàng Duy lúc này thủ rất hay. Quá đẹp cho Hoàng Duy. Lại là qua Messi. Các bạn thấy như thế nào? Cặp quan tài sau nhiều năm đã trở lại. Ối cơm vỏ canh, chắc chắn sẽ ối cơm vỏ canh. Quang Messi sau thời gian đám cưới hưởng 2-3 tầng chân mặt, hiện tại bây giờ dập mặt rồi. Ok. Các bạn thường nói Hoàng Duy không phải là cọp gò sòi, con báo của gò sòi. Thì các bạn hãy chờ xem trận đấu này Hoàng Duy sẽ là cọp gò sòi hay là báo nha. Ok. 8-3. Lại là quá hay cho Tài Nhỏ. Tài Nhỏ đánh set banh này có thể nó tiêu hao thể lực rồi các bạn ơi. Quá hay cho Quang Messi. Quá đẹp. Lại là quay cho Quang Messi. Tiếp tục lẫm banh. Quá hay cho Quang. Thi Thế Tự. Đây, các bạn hãy nhìn lại thân hình của Thi Thế Tử đi. Cũng khoảng 90kg, không có đùa. Nhưng thật sự anh ấy cũng rất nhanh nhẹn. 9-3. Mười ba. Tài Nhỏ cũng không thể nào cứu nổi Quang Messi vào bờ được. 13. Bốn mươi. Mười một bốn. Mười một bốn. Hoàng Duy cọp gò sòi. 11-4. Đập môi buồn. Lại là Quang Messi. Mười hai bốn. Mười ba bốn.
Rồi cáp kèo và cáp kèo rồi. Cáp kèo tiếp tục nha các bạn. Xin chúc mừng Hoàng Di cọp gò sòi và thi thứ tự vào bờ quá an toàn. Các bạn thấy không? Chương trình cáp kèo và cáp kèo không thể dễ dàng cho tài nhỏ đâu. Xin chúc mừng Hoàng Di cọp gò sòi và tài nhỏ vào bờ. Ok.